Xin kính chào và xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Conan TV. Trong video clip lần này, chúng ta đang xem chính là bức tranh tuyệt đẹp của cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 tại nút giao Đông Xuân nằm trên địa phận huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Và không chỉ ở trong video clip này mà chúng ta đã từng thấy rất nhiều những hình ảnh, những bài báo ca ngợi với các cái tít như là khánh thành, rồi thông xe, rồi là hoàn thành cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45. Rồi các bài báo hướng dẫn về lưu thông, vân vân và vân vân. Các bài viết khiến chúng ta nghĩ rằng tuyến cao tốc này đã hoàn thành. Và ngay trên đoạn đã thông xe thì chúng ta đang xem thì có thể thấy là hệ thống đường gom và một số cầu vượt ngang vẫn chưa hoàn thành. Ngoài những hạng mục phát sinh, ví dụ như ở nút giao Thiệu Giang nằm trên địa phận huyện Thiệu Hóa, thì đây, và thưa các bạn, đây là những hình ảnh công trường đang còn ngổn ngang mà chúng ta khó có thể nhìn thấy ở trên các mặt báo. Nó trái ngược hoàn toàn với các bài báo, các hình ảnh ở trên các trang mạng xã hội. Vâng, đây chính là đoạn tuyến chưa được hoàn thành, đoạn tuyến thuộc gói thầu 14XL. Gói thầu 14XL có tổng chiều dài khoảng 19,5 km, hiện nay đang còn khoảng đến 10,2 km là chưa thông xe được tuyến chính. Và thậm chí có một số vị trí còn rất ngổn ngang với các hạng mục như là hầm chui, cống ngang. Có đoạn thì chưa thi công bê tông nhựa, có đoạn thì chưa thi công cấp phối đá dăm gia cố xi măng, hay thậm chí là chưa thi công cả cấp phối đá dăm loại 1 như trong video clip các bạn đang xem. Được biết, gói thầu 14XL được thực hiện bởi liên danh là Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex và Công ty Trung Nam EC thực hiện với tổng giá trị gói thầu là khoảng 2.500 tỷ đồng. Phạm vi đoạn tuyến 10,2 km chưa hoàn thành này thuộc phạm vi thi công của nhà thầu phụ là Tập đoàn Miền Trung, và đây cũng chính là nhà thầu phụ của Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex. Tất nhiên, nói về khó khăn khách quan, chúng ta phải kể đến đó là đại dịch Covid-19, bão giá vật liệu sau đại dịch. Năm 2022 lại là một năm có thời tiết không thuận lợi, với các ngày mưa rải rác và kéo dài hơn các năm. Và đây là một điều kiện thời tiết nó bất lợi cho việc thi công đường. Tuy nhiên là các khó khăn đó được gọi là khó khăn khách quan, mà đó cũng là những khó khăn chung mà tất cả các dự án khác ở trên cao tốc Bắc Nam đều phải gánh chịu. Ngoài ra thì còn một khó khăn khiến đoạn 14XL này bị chậm, đó là do khó khăn về nguồn vật liệu đất đắp nền tại dự án. Nó đã kéo theo cái khó khăn dây chuyền về công tác xử lý đất yếu. Vì ở đoạn tuyến này nó có cái dài, có cái biện pháp xử lý đất yếu bằng phương pháp gia tải, nên là không thể rút ngắn được, do cái việc gia tải là phải cần có đủ thời gian để đất nền mới có thể cấu kết được. Thì đó là những khó khăn về mặt khách quan. Nhưng lý do chủ quan và lớn nhất đó chính là về năng lực tài chính của Tập đoàn Miền Trung ở dự án này yếu kém. Theo như tôi được biết thì Tập đoàn Miền Trung là một doanh nghiệp lớn và mạnh ở tỉnh Thanh Hóa, mạnh cả về tài chính lẫn bộ máy nhân sự và kỹ thuật chuyên môn. Tuy nhiên, nhưng việc cùng một lúc thực hiện rất nhiều các gói thầu ở trên các dự án như là Mai Sơn quốc lộ 45, quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu và một số dự án khác thì đã khiến cho cái việc tập trung về năng lực tài chính cũng như là bố trí phân bổ nguồn vốn nó không hợp lý, thì dẫn đến gói thầu này nó không có đáp ứng được cái tài chính để có thể thi công được đúng như các tiến độ và các cái cam kết đối với tổng thầu cũng như là đối với ban quản lý dự án Thăng Long. Và đây cũng là một bài học dành cho các doanh nghiệp, các cái đơn vị thi công khác ở Việt Nam, thì làm việc thì phải biết lượng sức mình là một, và thứ hai là phải có kế hoạch để phân bổ tài chính cũng như là thiết bị, nhân lực để có thể đáp ứng được tiến độ thi công như đã cam kết. Nếu như không đáp ứng được thì thứ nhất là bản thân nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc phạt hợp đồng. Đó là một cái mà theo hợp đồng là quy định rõ. Và một cái cũng không cần quy định ở đâu cả, đó chính là cái việc tổ chức thi công. Nếu mà càng kéo dài, tiến độ càng kéo dài thì cái chi phí duy trì công trường, các cái chi phí cố định ấy, như là lương, nhân công, lái máy, cán bộ kỹ thuật, duy trì công trường này kia, vân vân, nó sẽ đội lên rất là cao. Cái đó nó cũng sẽ là ảnh hưởng tới cái hiệu quả kinh doanh cũng như gọi là máu của nhà thầu. Thì bên cạnh đó nó còn ảnh hưởng tới cả về cái giá trị và cái giá trị khai thác của đoạn tuyến, cũng như là ảnh hưởng tới cả cái kế hoạch phát triển đất nước, phát triển vùng của chính phủ. Đây là vị trí tiếp giáp với nút giao Đông Xuân mà chúng ta vừa thấy nó đã hoàn thành. Ở vị trí này thì theo như nhận định của tôi thì đang thi công cái lớp bê tông nhựa C19, thi công lớp bê tông nhựa nhìn đen ngòm. Đấy. Máy rãi, đây là máy rãi có bề rộng vệt rãi là 9m,
đủ thi công cho một chiều làn đường luôn. Cái việc thi công bằng máy rãi mà có cái vệt rãi rộng bằng 1/2 bề rộng của mặt đường ấy thì nó rất là tốt, bởi vì khi đó thì cái mối nối nguội, gọi là cái mối nối nguội theo mối nối dọc của bê tông nhựa ấy, nó sẽ nằm ở chính giữa giải phân cách và cũng chính là cái vị trí cao nhất của mặt đường khi mà dốc mui luyện nó chạy sang hai bên, bởi vì khi đó thì nước nó sẽ rất là khó ngấm xuống dưới ở phần móng đường và nền đường. Và có một câu ở trong đối với dân thi công đường, có một câu đó chính là nước là kẻ thù số 1 của đường. Nếu như trên mặt đường có động nước, thấm nước thì cái kết cấu của kể cả mặt đường và kết cấu móng đường nó sẽ phá hoại rất là nhanh. Đặc biệt là cái mặt đường là nhựa, láng nhựa hay bê tông nhựa, nếu như có ngấm nước vào, bị giữ nước lâu ở trên mặt đường thì rất nhanh hỏng nhựa. Nhựa sẽ rất nhanh bị lưu hóa. Đây, vị trí này chúng ta có thể thấy là đang mới thi công xong cái lớp mặt của đất K98, tức là thi công xong cái phần nền. Đây, ở vị trí này thì đây là một vị trí cống nước thoát nước ngang. Hai bên chúng ta có thể thấy đây chính là hai con kênh đang nối liền con kênh. Vị trí này còn chưa thi công xong, nó khá là nhẳng nhở. Thi công xong cái cống rồi nhưng mà vật liệu dạng hạt ở hai bên mang cống thì còn chưa. Nhìn thấy màu đen đen thế là có vẻ hơi u ám đấy. À đây, trước mắt đây nó lại còn một cái hầm chui dân sinh nữa. Ui, sao nhìn cái chỗ này nó be bét thế nhỉ? Một chỗ cống thì đang còn loe nhoe, rồi đến cả cái hầm chui này còn be bét hơn. Mới thi công xong một nửa, phía bên phải, còn bên trái là mới được cái bản đáy thôi. Chết, làm mặt này chết. Nay mà đài báo nó không đưa tin thì dân sao biết được. Thực ra dân biết hay không thì chẳng giải quyết được cái mẹ gì hết. Chẳng giải quyết được cái gì hết. Biết thế thôi. Cái này thực hiện hợp đồng thì nhà thầu thực hiện hợp đồng, mà trách nhiệm đôn đốc thực hiện thì lại là của ban quản lý dự án Thăng Long thay mặt cho Bộ Giao thông Vận tải. Người dân thì thôi, nhìn không? Đây là vị trí tập kết cấp phối đá răm bên phải tuyến chúng ta thấy đấy. Còn ở trên tuyến thì đang thi công rãi cấp phối đá răm với 5 con lưu và 1 con máy rãi. Đấy. Cái việc thi công các cái hạng mục như là cấp phối đá răm ấy, nếu như nhà thầu mà tập kết được ở cái công trường ấy thì nó mới chủ động được để thi công, bởi vì thứ nhất là cấp phối đá răm ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là ở Thanh Hóa này, thì nó sẽ chứa rất nhiều cái hàm lượng CaO, cho nên là cái việc ủ, gọi là ủ bay ấy, tức là ủ và ngâm nước, ủ với nước ẩm trong thời gian dài ấy, thì nó sẽ làm trương nở các cái thành phần hạt đá vôi, thì nó sẽ dễ chặt hơn, nó sẽ mang lại cái chất lượng tốt hơn. Đây là một cái vị trí cầu vượt ngang, chúng ta thấy là mới gác dầm xong, hai đường đầu cầu cũng đang còn bét tè lè nhẹ, chán lắm. Đây, trước mắt chúng ta là một đoạn tuyến, phía bên phải là một cái đường gom đã được hình thành rồi, mới là hình thành thôi. Còn phía bên trái các bạn thấy cái đường gom nó còn, ôi ôi, mới đào hữu cơ xong, mà chưa đắp được cái gì vào đây cả, chán thật. Thế mà cái ngày thông xe, buổi lễ thông xe ở chỗ phía nam hầm Trường Vinh, hầm Thông Thi ấy, ước gì lúc đấy mà có ông nào chụp cái ảnh này lên nhỉ, dán thành cái băng rôn ở chỗ làm lễ thông xe thì nhân dân cười vào mặt Bộ Giao thông Vận tải. Vừa khi nãy là một vị trí cống quá thoát nước ngang và một vị trí hầm chui dân sinh đang còn được đang thi công rõ ràng, thì đây lại là một vị trí nữa cũng là vị trí thoát nước ngang đường. Đấy, cái đèn đèn chúng ta đang thấy đấy, đó chính là cái cống tròn đã lắp đặt xong, mới lắp đặt xong và mới quét xong cái bitum, cái nhựa đường đấy. Đây là một vị trí cũng là cống thoát nước. Cái này không phải hầm chui, cái này hầm chui luôn các bạn ạ. Vị trí hầm chui đã thi công xong cái lan can này chưa đâu. Quay một vòng kiểu cinematic cho các bạn xem. Chán nhỉ. Vâng, đây chính là vị trí cầu vượt ở phạm vi giao cắt với đường Nghi Sơn Sao Vàng và cũng chính là điểm cuối của dự án Mai Sơn quốc lộ 45, chính là ở km 337 cộng 478 à, tôi nhớ không nhầm nó là như thế. Vâng, và video clip này là video clip với mục đích truyền tải
thông tin tới quý vị và các bạn về những cái thực tế về đoạn Mai Sơn quốc lộ 45, và cụ thể đó chính là đoạn 10,2 km chưa hoàn thành. Và cùng đó là cũng gửi tới quý vị và các bạn một số cái nhận xét cũng như là bình luận của tôi về đoạn tuyến này. Còn đoạn tuyến mà đã hoàn thành được thì có lẽ là người dân và mọi người cũng đã trải nghiệm và biết khá rõ. Do đó tôi xin phép không có đưa tin về cái phạm vi đã và đang được thông xe. Và video clip ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm và ủng hộ cho kênh Conan TV trong suốt thời gian qua. Các bạn đừng quên bấm like video, bấm subscribe và bật chuông thông báo để ủng hộ cho kênh ngày càng phát triển. Xin chào và cảm ơn, và một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong các video clip tiếp theo.